7, tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herodê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herodê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhưng ngày sinh nhật của vua Herodê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Qua trang tin mừng hôm nay, khi nghe danh tiếng về Chúa Giêsu với những lời dạy và bao việc tốt đẹp người làm, vua Herodê đã tưởng nghĩ người là Gioan Tẩy Giả sống lại. Nơi đây, chúng ta thấy nổi lên hai kết cục từ hai chọn lựa sống. Khi có cơ hội gặp gỡ và dấn thân theo Chúa, đầu tiên, một Gioan Tẩy Giả đã sống trọn vẹn vai trò người dọn đường cho Chúa Giêsu, không chỉ bằng lối sống giản dị, thanh thoát để lôi cuốn người khác đến chữa phép rửa sám hối. Gioan còn đích thân giới thiệu các môn đệ của mình đến tầm sư học đạo nơi Chúa Giêsu. Đây là chiền Thiên Chúa. Kể từ đây, hạnh phúc của người dọn đường chính là để Chúa Giêsu được lớn lên, được nhận biết và được tin theo. Đỉnh điểm vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu chính là cuộc tử đạo hôm nay của Gioan Tẩy Giả. Qua sự bênh vực chân lý, công bằng và yêu thương mà Ngài đã rao truyền, điều này như thực sự dọn đường cho Chúa Giêsu đứng đến để hy sinh tính mạng làm giá chuộc muôn người, nhất là với những người bệnh tật và tội lỗi. Một kết cục khác đến từ chọn lựa của Herodê, vốn cũng đã tôn trọng Gioan Tẩy Giả, là con người được dân chúng cùng thời quý mến và đi theo. Nhưng thay vì đón nhận và hành động theo sự tự do chân chính giúp ông trị vì dân nước, ông lại để cho đam mê xác thịt cách vô độ làm mờ tối lương tâm. Đồng thời, vì giữ thể diện bản thân và tìm kiếm danh lợi trần gian nên ông đã đồng lõa với sự dữ, để nó như áp đảo lương tri và làm theo sự chỉ bảo vô lối của người vợ bất chính. Qua chứng tá anh dũng là cái chết của Gioan Tẩy Giả, liệu Herodê có nắm bắt cơ may lớn lao để mở lòng đón nhận đấng mà Gioan đã dọn đường không? Cuộc sống của mỗi Kitô hữu hãy là dấu chỉ đường cho người khác đến gặp Chúa, trong tự do chọn lựa và tin tưởng tín thác. Bởi những vòng xoáy tội lỗi của Herodê cũng vẫn còn đâu đó trong đời sống và sứ vụ của người môn đệ Chúa. Cần lắm sự tỉnh thức của bản thân và ơn giúp sức của Chúa để nhận ra những nỗi sợ hãi nào đang cuốn lấy tôi, nhất là tình yêu nào đã và đang nuôi dưỡng và làm cho tôi được sống tự do và viên mãn. Lạy Chúa,
xin thêm ơn giúp sức cho con, để cuộc sống mỗi ngày của con luôn là lời mời gọi tha nhân đến gặp Chúa. Qua sự chân thành, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và cho cộng đoàn nơi con hiện diện. Xin Chúa chúc lành cho con. Amen.